lộn rồi. Good morning, everyone. Quấn lộn rồi. Everybody turn on Ờ. now. Rồi, cả lớp chúng ta bật Ừ, cam lên để bắt đầu nào. Vừa cho các ừ. bạn ôn lại hết phần danh từ bởi vì chúng ta không được gửi video đúng không? Nên là cô tranh thủ cô cho các bạn ôn hết được phần danh từ đấy rồi. Đúng không ạ? Từ cái phần quan trọng mà tuần trước nó học đấy ạ. À. Ôn xong để chế độ chạy nhanh nó sẽ hơi nhanh một tí bởi vì chúng ta ôn lại mà, đúng không? Rồi turn on camera now everybody. Rồi còn bạn nữa viết ánh rồi Thúy Vi ở cam đây nè. Đấy. Lớp chúng ta là cuối tuần này là cô đấy may mắn là vì tối cuối tuần này cô không có đi đâu. Nhưng mà xong lớp mình cô lại đi tiếp, cô lại đi tỉnh tiếp. Mấy ngày hôm nay là cô đi liên tục từ thứ tư, thứ năm, thứ sáu là đi liên tục, đi mấy tỉnh hả? Nên là hôm nay được sáng chủ nhật không phải đi. Thực ra không phải đi mà là có lớp mình nên là có thể thay đổi được thì cô thay đổi ạ, để cho lớp mình học đúng giờ. Chưa là cô lại đi tiếp. Đấy. Rồi, ok, xong lớp mình là được đi luôn. bắt đầu vào buổi học lớp mình thì có một thông báo quan trọng như này. Nhưng mà lớp mình tốt thì sẽ được vào đúng thời gian của lớp mình luôn, sáng chủ nhật tuần sau luôn. Cô báo luôn là nếu mà lớp mà ok tốt ý, thì cô sẽ tổ chức kết hợp với một bạn nữa chuyên làm cộng đồng cho lớp mình có một buổi offline vào chủ nhật tuần sau. Buổi offline này là buổi sẽ speak tiếng Anh với người nước ngoài đấy ạ. Đấy. Thì những bạn nào ở Hà Nội ở quanh quanh Hà Nội hoặc là bạn nào ở gần tỉnh mà muốn về thì cũng được. Một buổi sáng chủ nhật. Đấy. Thì nếu mà được thì cô sẽ lớp tốt được thì cô sẽ thông báo cho lớp chính thức trên nhóm. Nhưng hôm nay dạo trước như thế. Để lớp chúng ta có tinh thần học tốt hơn. Buổi này thì sẽ tức là sẽ có những bạn là cũng có những bạn ra trường rồi, có những bạn là sinh viên người Anh và Anh Mỹ, đâu đó tầm khoảng 20 bạn, 20 bạn đã, người nước ngoài. Các bạn có thể nói trực tiếp tiếng Anh trong buổi ngày hôm đấy, giống như một buổi tổ chức riêng, một buổi dã ngoại party, tức là có một buổi và hội trường thì bạn tài trợ hết ạ, hội trường tài trợ và giáo viên nước ngoài cũng cũng sẽ tức là để nói cùng chúng ta thì cũng cũng tài trợ hết ạ. Đó, và hội trường của bạn ấy có đâu đó được khoảng 100 người. Bạn biết rằng là như thế là tổ chức được một buổi như vậy là cũng khá là tốn kém chi phí đấy. Nhưng mà nếu chúng ta mà ổn ok được thì những bạn Hà Nội quanh quanh tỉnh tỉnh gần gần ấy thì di chuyển về được ạ. Coi như một buổi ngày hôm đấy chúng ta đi chơi, đi học, đi chơi dã ngoại. Xong rồi được speak, được thưởng thức âm nhạc ạ. Các bạn ấy ngồi mời nghệ sĩ đấy ạ, không phải là bình thường đâu ạ, thưởng thức âm nhạc ạ. Âm nhạc và liên quan đến văn hóa của một số vùng dân tộc của Việt Nam. Đấy thì sẽ có những cái chương trình như thế. Nên là chúng ta thì nếu mà ok được thì cô sẽ tổ chức cho lớp mình. Được chưa? Tổ chức cho lớp mình để lớp mình có thể tham gia. Được chưa? Các bạn đã tài trợ hết rồi, bạn tài trợ cả hội trường vấn đề là với nước ngoài rồi. Nếu mà có một chút chi phí cho nghệ sĩ gọi là trông giống như kiểu là hỗ trợ cho người ta đấy thì có, thì lúc đấy thì cô bảo là nếu mà bạn ấy thu như nào thì cô sẽ bảo, nhưng mà yên nhiên là chỉ thu ít thôi, tóm lại chỉ có một út để gọi là cho ấy thôi, còn lại là các còn khác bạn đi hỗ trợ hết, bạn bảo là tất cả hỗ trợ hết đấy. Nên là hôm nay có cả có mặt của cô, đương nhiên có mặt của cô rồi, cô sẽ đi cùng các bạn, và cô bảo bạn ấy chuẩn bị thêm cho cả cái máy chiếu với lại cái mic. Hôm đấy nếu mà các bạn có máy chiếu mic được thì cô mới loa loa thì bạn ấy có, tức là khi chúng ta hát ấy, thì sẽ có nhạc sống luôn ạ. Nhạc sống, các nghệ sĩ đánh nhạc sống luôn ạ. Đấy. Thì chỉ có cái bàn để chúng ta chiếu lên thôi. Chúng ta hát karaoke được. Nhạc sống còn coi. Được chưa? Thì cô sẽ dạy cho mình một bài hát tiếng Anh quy trình có 30 phút, các bạn cầm mic hát karaoke được. Cái này là cô dạy trước đây là ở các lớp học hành hay ấy, miễn phí ấy, là lúc nào cũng dạy hai bài. Mỗi ngày một bài. 30 phút xong cả là hội trường cầm mic hát karaoke được. Đấy. Thì cô có quy trình hết rồi, yên tâm. Nên là nếu mà được thì bạn đã chuẩn bị được cái đấy thì cô sẽ dạy. Hay thì nó không hay lắm đâu, nhưng mà miễn là cô dạy các bạn hát được tiếng Anh, được chưa? Nó hát được, có mic lên hát tự tin thì ok, đúng không? Thì quy trình đừng có chia sẻ màn hình của cô. Ấn công Nguyễn ơi. Tắt cái màn hình đi. Ok. Bạn công Nguyễn là bạn nào? Đâu? Vào rồi à? Công Nguyễn vào học cái lớp quà tặng hay là lấy ra lớp sáng ạ? Đúng không em ơi?
Hay là lớp này đấy. Quay cái mặt vào camera xem nào. Quay cái mặt vào. Không quay lên trần đâu cô cho ra bây giờ này. Quay của nhân trần cô cho ra bây giờ này. Trả lời cô à, quay cam vào. Mận công Nguyễn. Bật cam lên, ngoài tắt cam đâu ạ? Thế thì đeo cầu trang làm gì? Bỏ cầu trang ra xem mặt cái nào. Khẩn trương. Đeo khẩu trang để làm gì? Chắc có vấn đề thì phải đeo khẩu trang. Xong rồi tắt cam xong quay lên trần. Đúng không ạ? Không nghe tiếng gì tắt mic cả, tiếng gì đâu. Bật mic lên. Alo. Ừ, được rồi, nghe được rồi. Nói đi. Vâng. Vào học lớp tư duy hả? Vào thì bật cái cam ấy. Thế sao phải bịt mặt làm gì? Em đang ở ngoài mà, ở ngoài đây không phải ở nhà mình, ngoài đường nó bụi lắm. Thế nhạc, em quê ở đâu? Ở đâu? Hà Nội hay ở đâu? Em ở Thạch Thất Hà Nội. Cái gì? Em ở Thạch Thất. À, Thạch Thất à? À, sinh viên hay đi làm rồi? Alo, Em là sinh viên hay đi làm rồi? em đi làm rồi. À, trông mặt trẻ măng kia đã đi làm rồi cả. Đi làm được mấy năm rồi? Đi làm được mấy năm rồi ạ? Em làm được 5 năm rồi. À thế à, gọi phết nhỉ. À, trông trẻ măng kia đã 5 năm rồi. Ủa, tưởng là học sinh. Rồi cô cho Hồng Trong nhá. À, cho Hồng Trong học. Và tập trung nhá. Tức là giờ này có tập trung được không đấy em ơi? Công ơi. Để học tập trung đấy nhá, chứ không tập trung thì không được học đâu. Lớp nào mà đạt kết quả tốt thì cô đều cho tham gia hết. Có nhiều buổi các bạn đi chơi, ra ngoại. Vui, đúng không? Phòng trong đi ạ, ấn nút tham gia phòng trong. Và lớp chúng ta thì đợt này đuối quá nhỉ, ít bạn quá. Thực ra là nếu mà lớp khác là cô cho nghỉ đấy. Các bạn biết vì sao không? Dưới 30 người là cô cho nghỉ nghe rồi. Tại vì lớp chúng ta thì do là cuối tuần mà cô hay đổi lịch, nên là cô cũng tính một phần là do cô nữa, nên là cô mới dậy đấy nha. Chứ không là cô cho nghỉ từ lâu rồi. Được chưa? Nên là ít người, nên là các bạn cố gắng động viên nhá. Cố gắng động viên các bạn vào học. Các bạn công rồi, vào phòng trong em ơi. Ấn nút tham gia phòng trong. Rồi, nào chúng ta sẽ vào tiếp nội dung của chúng ta ngày hôm nay. À, phát âm hôm trước cô dạy đến đâu rồi cả lớp ơi? Âm hôm trước đến đâu ạ? Tuần trước em nghỉ nên không biết. Những bạn khác ạ, phát âm hôm trước cô dạy đến đâu rồi? Cũng không nhớ luôn, đến đầu bài không nhớ này thì học cái gì? Ao đến năm tờ. Đến chỗ nào? Tờ tờ. Tinh. À, tờ tờ thế hả? Rồi, ok. À, như hôm trước là cái này cùng cô có lưu chung một video này nhỉ, đúng không? Hay là hay khác video? À, lưu khác video. Cô lưu khác video. Cô xem nào. Trong trường hợp lưu Hình khác như video. hôm đấy cô bảo là cô lưu cùng nên cô không gửi lại được. Lưu khác đấy. Tuần năm không có sáng chủ nhật đấy ấy gửi. À, cái này gửi cho lớp rồi này, nhưng cái này là cô gửi cho lớp rồi thôi này. Rồi đây nhá, cô gửi cho lớp cái này. Video này chắc là vừa rồi, còn không biết tuần tuần sáu cô xem có không nhỉ. Sáng chủ nhật đấy, đây cho luôn tuần sáu nhá. Đấy,
Cháu luôn tháng 6 nhá. Có. Ờ, lưu riêng À, rồi. nhà mình còn 9. Chỉ có tuần 7 thôi. Tuần 7 vừa rồi như là lưu cùng video 6. Tuần 7 thì không có rồi. Đấy, thì xong rồi. Gửi cho rồi đấy ạ. Cô dạy đến âm nào? Âm âm tờ thôi à? Thế trọng âm của Dạ từ chưa có vâng. à? Gì đến tờ á? Sao lại đến tờ? Phải đến lâu hơn thì chứ. Làm gì có chuyện đến tờ? Đến tờ thôi Tờ đâu mà tờ? Có học để đọc thì học giờ rồi nè. Học hết phụ âm rồi. Tờ đâu mà tờ? Đến âm thờ rồi. Chắc xem được video tuần trước, còn tuần vừa rồi là coi cho bỏ qua ấy à. Đây này, cô lưu là video ngày 27 tháng 10. Nói là tuần trước thôi đúng không? À, 27 tháng 10. Học rồi. Thờ rồi, hết thờ rồi. Cô gửi video rồi đấy nhá. Đấy, cho mà học lại đi ạ. Giao tiếp không gửi được. Giao tiếp nó là phần danh từ nên cũng không yêu ái được. Được chưa? Đấy, gửi 2 video rồi nhá. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sang bắt đầu sang phần trọng âm một từ rồi. Đó, rất quan trọng đấy ạ. Các bạn nhớ không ạ? Tiếng Anh này chúng ta học về từ này, chúng ta có 2 phần. Đó là phần phụ âm, đúng không? Phụ âm là 25 phụ âm xong hết rồi. Xong hết đếm thờ rồi đấy ạ, là xong rồi. Đọc một từ từ nửa từ rồi, bây giờ cứ nhìn được nửa từ trong tiếng Anh là có thể đọc hết phần phụ âm rồi, đúng chưa? Phần thứ hai là một nửa nguyên âm. Là 21 âm nguyên âm, đúng chưa? Là nửa cái từ phải. Và phần thứ ba có cái gì biết không? Cái mái nhà. Đúng không ạ? Đó chính là gì ạ? Phần trọng âm của từ. Đúng chưa? Thì ngày hôm nay chúng ta đi trọng âm đấy ạ. Chính là nếu mà không có trọng âm của từ thì chúng ta giống như kiểu nói tiếng Việt không dấu ấy. Cái này để khi nào khỏi để lên nhà đã. Trật tự. Đang cô đang nói chuyện thì tắt cái mic đi. Nha. Đó. Thế thì chúng ta sẽ cái phần trọng âm đó chính là cái phần giống như dấu của tiếng Việt ấy. Rất là quan trọng đấy. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chỉ một buổi là xong ạ. Chưa đến buổi là xong. Thế là phải trọng âm rồi. Thế là trọng âm này. Xong hôm nay hết trọng âm rồi sang một ít nguyên âm nữa rồi. Nhở. Thế chứ này gì mà lớp mình chậm đến mức thế. Đúng không? Rồi. Vào phần phát âm nhá. Trọng âm của từ luôn à. Video cái cô gửi tôi về nhà mà ôn lại nhá. Bạn nào chưa ổn thì tự mà ôn lại nhá. Đấy chưa các âm ấy. Thế là phát âm cô gửi đủ. Không thiếu cái gì đâu nhá. Nhở. Hello, phải tích cực biết đòi video cô bọn cho bọn em xin đúng không? Biết, xin thì biết cho chứ cũng xin là sao cho đúng không? Cô thì tính thế thôi nhưng mà cô tính cô hay thương người đúng không? Cũng tình cảm nên là cô nghiêm khắc thế thôi nhưng mà cuộc sống bên ngoài cô vui vẻ lắm, dễ tính lắm, dễ gần lắm. Các bạn lớp buổi trưa các bạn ấy thỉnh thoảng có những bạn mà tỉnh ra với cô ấy bảo là ôi em nhìn cô em cứ thấy rằng cứ nghĩ cô khó gần lắm nhưng mà gặp cô nói chuyện với cô mới thấy là ôi cô dễ gần, nói chuyện dễ gần lắm, thích nói chuyện, cảm thấy rất là gần gũi thân thiện đúng không? Bên ngoài cô thế thôi, bên dạy thì thế thôi nhưng bên trong ở bên ngoài các bạn sẽ thấy rằng là cô thì sẽ rất là vui vẻ và nhiệt tình. À, chúng ta vào trọng âm của từ này. Đó. Chúng ta ghi chú đầu tiên này. Khi có trọng âm rơi vào thì ta đọc mạnh hơn so với âm còn lại, nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. Đọc mạnh hơn so với âm còn lại nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. Đó, chúng ta thấy không ạ? À, không phải thả trọng âm, thả như dấu sắc của có tít phi nít lết ết đết, không phải thế đâu. À, mà chúng ta sẽ đọc gì ạ? À? Hơi thả thôi chứ không thả như dấu sắc của Việt Nam mình đâu.
Bạn nào chưa bật cam thì bật cam lên nào, cô cho ra ngoài đi giờ này rồi mà học cũng tắt cam thì cũng được vào lớp rồi. Bật hết cái cam này nè, có mặt trước màn hình này. Rồi. Đó. Đây là chúng ta không đọc ed, det, get mà nó chỉ hơi thả trọng âm thôi ạ. Eat, did, get. Đó. Cottage, finish. Nha. Đấy. Chúng có tiết finish đâu nha. Thành số sắc bắt đầu là climate đâu ạ. Tiếp tục. Từ có 2 âm tiết trở lên sẽ xuất hiện gì? Trọng âm của từ. Từ có 2 âm tiết trở lên thì xuất hiện gì ạ? Trọng âm của từ. À, từ 2 tiết mới xuất hiện là có đâu 1 âm tiết thì chúng ta thấy không thấy nó thả trọng âm được ạ. Không thấy có dấu trọng âm. À. Ghi chú thứ ba. Tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ. Không bao giờ ưu tiên nhận trọng âm. Bao giờ ưu tiên nhận trọng âm. Được chưa? Vậy tiếp đầu là gì? Tiếp đầu ngữ là gì? Tiếp đầu ngữ là phần thêm vào đầu một chữ. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi, ghi theo cô như vậy ạ. Tiếp đầu ngữ là phần thêm vào đầu một chữ. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Đây là tiếp đầu của từ này. Ăn, âm, in, pro. Đó là phần thêm vào đầu một chữ ấy. Lấy ví dụ như sau. Ví dụ ra từ happy. Thế phần tiếp đầu là phần thêm đầu một chữ đúng không? Từ này đang vui vẻ hạnh phúc. Chuyển thêm tiếp đầu vào là ăn, happy. Thì nghĩa từ này đã thay đổi chưa ạ? Thay đổi từ hạnh phúc chuyển thành không hạnh phúc rồi. Đúng không ạ? Đấy. Tiếp đầu cũng là phần thêm vào đầu một chữ làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Còn tiếp vị ngữ là gì? Tiếp vị ngữ là phần thêm vào đuôi của một chữ. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Được chưa? Đây là tiếp vị. Đây tiếp vị đây. Đây là tiếp vị. Tiếp vị là phần thêm đuôi của một chữ làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Lấy ví dụ như sau. Ví dụ chúng ta có từ VL biệt thự đúng không? Bây giờ thêm AGE vào là tiếp vị vào. A rồi có A rồi chỉ phải thêm GE thôi. Thì lúc này chúng ta có từ village là ngôi làng. Nhưng chúng ta có đọc có vinit không? Chúng ta học rồi ạ. Tiếp vị và tiếp đầu không giờ ưu tiên nhận trọng âm. Vậy trọng âm sẽ không bao giờ lít đâu mà rơi vào âm còn lại là âm đầu ạ. Là vi. Vậy không đọc vinit, vinit thì thả. Thứ nhất là thả trọng âm sai. Thứ hai thả thành dấu sắc sai. Được chưa? Chỉ đọc mạnh hơn cho âm còn lại thôi. Nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. Được chưa? Vậy từ này sẽ đọc là gì ạ? Trọng dây một ạ. Village. Village. Tương tự như vậy chúng ta có từ gì ạ? Short ngắn đúng không? Chúng ta thêm tiếp với ngữ AGE vào trở thành danh từ là thiếu. Thiếu. Với lại short of money là thiếu tiền. Short of water, thiếu nước, đúng không ạ? Vì bây giờ chúng ta chỉ không thể đọc là shorted được ạ. Bởi vì trọng cái tiếp vị này không bao giờ nhận trọng âm ạ. Mà bạn đã thả trọng âm sai rồi, bạn còn thả thiếu sắc nữa thì càng sai, đúng không? Vì vậy không thả như vậy được ạ. Mà chúng ta phải đọc là gì ạ? Trọng âm dây 1 ạ. Shortage. Shortage. Dạ, đấy. Dây 1 ạ. Tương tự như thế ạ, chúng ta có từ này ạ. Clom. Giờ thêm ATE vào. Tiếp vị ATE vào thành climate. Climate. Đúng không? Thì trở thành gì ạ? Thời tiết.
Khí hậu đúng không ạ? Khí hậu. Thế mà bây giờ đọc climate được không? Chúng ta học rồi, trọng âm sẽ không rơi vào gì? Tiếp vị ngữ. Vậy trọng âm có thể đọc là climate ạ. Thứ nhất thả trọng âm sai, thứ hai thành dấu sắc. Không được như thế. Mà trọng âm rơi một ạ. Climate. Climate. Được chưa? Đọc như vậy ạ. Ok chưa? Là hiểu chưa? Đó. À, chúng ta sang tiếp. Ghi chú tiếp theo này. Khi từ có một âm tiết, từ có một âm tiết, đương nhiên nhận trọng âm. Đương nhiên nhận trọng âm. Nhưng khi phiên âm ra thì chúng ta gì ạ? À? Không đánh dấu trọng âm. Học một buổi, chưa đến một buổi mà xong phần trọng âm này được 70% trọng âm từ là ngon rồi. Không mất thời gian công sức học ngoài kia học bao lâu. Chả biết trọng âm từ rời đâu. Học cô xong phát nhớ luôn ạ. À, làm được luôn ạ. À. Sướng quá tôi còn gì nữa. Đúng không ạ? Nhưng khi phiên âm ra thì không đánh dấu trọng âm. Ví dụ nhá. Bạn thấy từ led này đúng không? Bạn đọc là led đúng không? Không phải thế đâu. Bạn thấy có dấu trọng âm không? Không thấy dấu trọng âm đâu ạ. Nhưng những từ một đầu tiên này nghiễm nhiên bạn được thả trọng âm ạ. Nhưng mà được thả trọng âm không nghĩa là thả thành dấu sắc Việt Nam. Mạnh hơn so với ông còn lại thôi chứ còn phải mạnh như dấu sắc đâu, đúng không? Lại let, it, dead, great thì trong hỏng hết rồi, thành dấu sắc mất rồi, đúng không? Hơi thả thôi. Hơi thả thì đọc là gì ạ? Late, đúng không? Hơi thả là eight, đúng không? Hơi thả là great. Chứ không phải thả thì dead, it, great. Không được, đúng không? Như cũng ok. Được chưa? Những từ môn tiết bạn đương nhiên được thả nhá. Thả mạnh hơn tí được ạ. Ok. Tiếp theo, tất cả các nguyên tắc dưới đây sẽ giải quyết tối đa 70% trọng âm của từ. Tất cả các nguyên tắc dưới đây sẽ giải quyết tối đa 70% trọng âm của từ. Vì nguyên tắc nào cũng có loại ngoại lệ và từ mượn thì không theo nguyên tắc. Nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ và từ mượn thì không theo nguyên tắc. Để chưa? Nên bây giờ mới vào nguyên tắc này. Lúc đấy chỉ là ghi chú thôi. Bây giờ bắt đầu vào nguyên tắc. Level 1 thì chúng ta nhớ này. Tối đa là chúng ta được 70%, thì 70% đã ngon rồi cho 10 từ, 3 từ à. Trong 10 từ thì 7 từ đã biết là trọng âm rơi vào đâu rồi là ok rồi, đỡ phải tra diễn là sướng còn gì nữa. Còn 20% còn lại thì nó nằm ở trên level 2. Với lại là 10% còn lại thì nằm trong từ mượn và ngoại lệ. Từ mượn và ngoại lệ thì sẽ không có nguyên tắc nào cả, được chưa? Đó, thì level 1 đã học được 70% đã tốt lắm rồi. Một buổi mà được như thế tốt rồi. Ok, xếp xong như thần chưa? Chưa xong về lý thuyết này chưa? Cả lớp. Xong rồi cô ạ. Bật mic là trả lời. Học cứ như Dạ xong rồi cô ạ. chả nói gì cho thì cô chán rồi cô lại bỏ lớp bây giờ. Đúng không? Các bạn dạy học sinh nó chả nói gì, hỏi chả nói gì cả. Ôi chán không? Ồ, quá chán rồi. Cảm xúc nó không tốt được rồi. Thế là dạy lớp nó không hay thì các bạn chịu như gì nữa. Đúng không? Các bạn hứng hết cái gì nữa. Đúng không? Cái gì các bạn là đưa ra thì các bạn hứng đúng cái đấy cái gì nữa. Đúng không à? Cô dù có năng lượng mấy chăng nữa cho các bạn mà cứ không có tạo năng lượng là cô cũng xuống đấy. Rồi xong rồi đúng không? Xong nguyên tắc này. Bắt đầu xong nguyên tắc này. Nào, nguyên tắc áp dụng với động từ.
Nguyên tắc đầu tiên là áp dụng với động từ. À, thứ nhất, ở level 1 chúng ta áp dụng với động từ hàm tiếp thôi ạ. Ghi theo cô đọc chứ còn ghi tiếng Anh thì còn không hiểu đâu ạ. Đối với động từ có hàm tiếp. Đối với động từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đối với những động từ không chứa tiếp đầu ngữ ạ, đối với những động từ không chứa tiếp đầu ngữ, Châu Trần có mặt tại màn hình ạ, không quay cam đi chỗ khác đâu ạ, Châu Trần Hưng Yên ạ có mặt trước màn hình ạ. Em có bật cam đâu mà có âm thanh. Đối với những động từ, cô có thể đọc lại giúp em được không? Cô ơi, cô có thể đọc lại được không ạ? Em viết chưa kịp. Động từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đối với động từ không có chứa tiếp đầu ngữ. Đối với động từ không có chứa tiếp đầu ngữ. Được chưa? Trọng âm rơi vào âm thứ hai. Đối với động từ có chứa tiếp đầu ngữ. Châu Trần không có mặt trước màn hình, cô cho ra khỏi lớp nha. Hưng Yên có mặt trước màn hình không ạ? Cho ra ngoài. Không. Nếu cô có cam chỗ khác, làm sao mà ngồi lớp được? Dạ. Trọng âm rơi âm thứ hai đối với những động từ có chứa tiếp đầu ngữ. Vậy tiếp đầu ngữ của động từ là gì? Đây, chính là tiếp đầu ngữ động từ ạ. Tiếp đầu ngữ động từ bao gồm những đuôi này, à những cái đầu này, những cái đầu này. Ri, đi, bi, cơm, ơ, bơ. Đấy. Đây là phần thêm vào đầu một chữ của động từ. Cứ nhìn đến đầu động từ có những cái tiếp đầu này trọng dây hai luôn. Nhìn nhé. Ví dụ đấy. Đấy, cứ ri này trọng dây hai, bi trọng dây hai. Không có tiếp đầu trọng dây một, không tiếp đầu trọng dây một. Dễ không ạ? Quá dễ nhớ, đúng không ạ? Đấy, nhìn thấy chưa? Cô lấy ví dụ ra từng cái một này. Cứ thấy có cái tiêu đầu cho hết vào trọng âm dưới hai. Nên con đọc radio bằng nhau ạ. À. Trọng âm rơi vào đọc mạnh mạnh hơn so với âm còn lại đúng không? Nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. Nên con đọc radio bằng nhau ạ. À, mà trọng âm rơi deal ạ. À. Reduce, đúng không? Không đọc become bằng nhau đâu. Trọng âm rơi come mà. Nên phải mạnh vào âm thứ hai ạ. À. Become, mở become, đúng không? Không đọc travel bằng nhau đâu. Trọng dây một đấy. Dây một phải đọc là travel, travel, đúng không? Thế tiếp theo à? Có đọc listen không? Mình lít đâu thành lít sắc cũng không được đâu. Biết trọng dây một rồi nhưng không đọc lít ạ. À, mà hơi thả thôi. Listen, listen. Chờ, đấy. Tiếp theo có đọc protect không? Tách thành dấu sắc Việt Nam rồi. Biết trọng âm rơi tách thật thế nhưng không phải đọc thế đâu. Mà chỉ hơi thả thôi. Protect. Protect. Đấy, đọc như thế. Protect. Có đọc đi sai bằng nhau không? Không có đâu. Trọng âm rơi từ sai phải đọc mạnh hơn ạ. À. Destroyed. Destroyed. Đấy, đọc thế. Đẩy chữ D vào. Open bằng nhau được không? Open bằng nhau không được đâu. Chọn dây một ạ. Open. Open. Nó appear bằng nhau không? Không phải đâu. Chọn dây hai ạ. Appear. Appear. Có đọc complete bằng nhau không? Không có đâu à. Đọc là complete. Complete. Có đọc finish bằng nhau không? No. Dây một ạ. Finish. Finish. Chưa? Finish. Good job. Ok chưa? Yes. Chứ lại đọc finish có tít. Climate, không đọc thế đâu. Yes.
Tuần sau nếu mà lớp mình được đi thì sẽ 8 giờ 8 rưỡi có mặt đấy. Để nó được nhiều hoạt động. Nhiều hoạt động tầm khoảng 10 1 rưỡi là kết thúc, 1 giờ 1 rưỡi kết thúc. Tầm đấy. Cô ấy ở đâu hả cô? Ở Hà Nội. Ý là địa chỉ nào ấy ạ? Địa chỉ tạm được biết nó là gần khu Cang Nam ấy. À thế ạ. Đấy thì lớp mình học tốt và tích cực vào. Thì sẽ cô sẽ thông báo cho lớp mình đi cùng. Các lớp khác lớp nào tốt thì cô đều vào hết. Mấy khi được tổ chức đúng không ạ? Đây lớp đầu tiên được được thế. Được tổ chức được gặp cô. Các bạn ở đây ở trên tầng lớp tối này ở trên tầng nhà cô đây, hẹn cô mấy tháng rồi còn chưa gặp được cái này. Tuần nào cô cũng bận hết, làm gì có thời gian để mà gặp. Chẳng qua nếu mà tổ chức cái này thì cô sẽ đi trực tiếp cùng lớp. Tuần sau chắc là không có lịch gì đột xuất đâu, thì chắc là sắp xếp được. Để chia sẻ xong chưa? Chưa ạ, cô chờ một xíu. Các mình một bạn Nhật Bản. Sunny Hà Nội là tên là gì? Em tên là Hằng ạ. Hằng, Hằng. Ở Hà Nội hay ở đâu? Vâng, em đang ở Hà Nội, em ở Thanh Xuân. Thế thì gần. Vâng. Cái này dành cho các bạn ở Hà Nội với lại quanh quanh thôi. Còn nếu bạn ở tỉnh khác thì không được. Tỉnh khác thì lại đi khó. Hà Nội đến lớp mình Hà Nội ít nhỉ? Lớp mình có mấy bạn Hà Nội thôi. Em cảm thấy ở miền trong là nhiều. Sau này các lớp khác thì Hà Nội nhiều phết đấy. Những lớp này mình trong nhiều. Vũ Hồng BN là Bắc Ninh hay là ở đâu? À em. Ở Bắc Ninh ạ. À. À bạn Bắc Ninh, bạn thành Bắc Linh đúng không? Bắc Ninh ạ. Cạnh quê nhà cô đấy. Cô có Giang ạ? Có Giang Hà Bắc cũ này, Ngọng cả tỉnh, L N N L thành L ấy, Hà Nội hết. À. Có mặt trước màn hình nhá, có mặt trước hình cô cho ra khỏi lớp đấy. Nam À, Định đăng nhé. em cũng ở Nam Định em cũng có Xuân Trường Giao Thủy cũng NL Ngọc ạ. Mấy cái tỉnh miền Bắc này ngọng nhiều lắm. Vâng. Quảng Ninh thì Quảng Ninh. Hà Nội thì Hà Nội. Ngày xưa cô chẳng ngọng thế thì ngọng không biết viết kiểu gì. L cao L thấp còn không biết viết thì mà từ khi mà học phát âm này chữa được ngọng sướng nhất. Đọc nha. Vâng. Chị mà đọc theo cô ạ. Reduce. C, C ở cuối ạ. Reduce, bật mic lên. Đọc cho Reduce. mạnh đây ạ. Reduce. 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 Đúng không ạ? Become. Become. À, tiếp tục ạ. Become. Travel. 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 Good job. Tiếp tục ạ. Listen. Listen. Good job. Listen. Listen. Protect. 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 Roll up, protect. Protect. Tiếp tục ạ, rơi hai ạ. Decide. 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 Đúng rồi ạ. Decide. Cái chữ D ạ, decide. 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 Rơi một ạ, open. Open. Rơi hai ạ, appear. Appear. Rơi hai ạ, complete. Kéo dài ra. Complete. Finish. Finish. Rồi gà cuối có bồi Finish. cuối ạ. Finish. Finish. Rồi. Finish. Mình cả lớp Finish. đọc lại một lượt nữa theo cô ạ. Finish. Đọc lại một lượt nữa theo cô ạ. Reduce. Kia Reduce. cuối ạ. Âm cuối là Review. chữ chữ mờ ầm nhá. Bờm hơi dí môi vào. Become. Become. Rơi một ạ. Travel. 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 Listen. Listen. N ần ần cuối ạ. Listen.
Listen. Thứ hai ạ, protect. 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 Thứ hai ạ, decide. 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 Đúng rồi ạ, Decide. open. 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 Appear. 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 Complete. 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 Thứ một ạ, finish. 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 Xin mời cả lớp tự đọc cho cô ạ. Từ Review. News. Become. 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 Come. Listen. Travel. Protect. Listen. Listen. Decide. Decide. Open. Protect. Review. Appear. Come. Decide. Open. Open. Appear. Listen. Complete. Protect. Appear. Complete. Decide. Please. Finish. Listen. Finish. 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 Appear. Finish. Finish. Become. Complete. Finish. Finish. Chào. Listen. Protect. Shine. Open. Appear. Reduce. Become. Finish. Complete. Để tôi đọc Finish. finish nhá. Finish. 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 Nói xong rồi đi. Finish. Protest. Finish. Finish. Decide. Open. Ok, được chưa? Đấy, biết trọng âm rơi vào đọc mạnh hơn nha. Đừng có mạnh thành ngôn sắc nha. Thứ hai, danh từ và tính từ. Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất ạ. Danh từ và tính từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất ạ. Đối với tính từ và danh từ thì hầu hết trọng âm rơi vào âm đầu tiên ạ. Hầu hết nó rơi vào tổng khoảng 80% đấy ạ. 80% các bạn nhìn thấy tính từ và danh từ phải hết vào một cho cô. Trừ trường hợp đặc biệt thôi. Đây ạ, trọng âm rơi vào âm trước nó. Trọng âm rơi vào âm trước nó. Đối với những tính từ và danh từ tận cùng bằng các đuôi sau, trọng âm rơi vào âm trước nó. Đối với tính từ và danh từ tận cùng bằng các đuôi sau. Tận cùng bằng các đuôi sau. 11 cái đuôi. Đó, 11 cái đuôi đấy. Shen, shor, shen, shas. Logi, afi, iti. Even chaos. Don't you? Tôi có Đấy, cứ nhìn thấy. Đấy, bạn nhìn không? Cứ từ tận cùng mà cái đuôi đấy, trọng âm rơi hạn trước. Ví dụ, không đọc elect đúng nha, trọng âm rơi lệch đâu ạ? Trọng âm rơi là chị. Bởi vì có đuôi shun, thì trọng âm rơi trước nó là chị. Nên đọc là elation, jation, chết rơi là chị. Dạ, bởi vì đuôi shun trọng âm rơi nó trước nó là chết mà, đúng không? Tiếp đuôi logy, logy trọng âm rơi trước nó là no. Chứ bạn không đọc technology đâu nha. Tech trọng âm rơi và tech không phải đâu. Được chưa? Trọng âm rơi từ no. Vì vậy sẽ đọc như thế này. Technology. Được chưa? Chứ đọc technology đâu nha. Technology. Tiếp theo, chúng ta có đuôi chuẩn trọng rơi trước là may. Chứ không rơi for là mà in for. Được chưa? In for là không đúng đâu. Mà đọc là gì? Information. Information. Được chưa? Information. Không phải info đâu nha. Election.
Election. Được chưa? Cả lớp đọc theo cô nhá. Đọc nè, cho âm rơi từ trích. Illustration. Electrician. Được rồi ạ, tiếp tục rơi vào no này. Technology. Technology. Có nhìn thấy chữ sần cong môi, chữ G cong môi không? Giờ học rồi đúng không? G. Technology. Technology. Tiếp tục đọc technology đâu nhá. Không là info đâu, info. Đọc âm rơi về à? Information. 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 Rồi, cả lớp đọc lại ba từ này cho cô. Electrician. Electrician. Technology. Technology. Information. Technology. Được chưa? Technology. Technology. Information. Information. Đúng rồi. Information. Electrician. Information. À, đấy phải đọc thế nhá. Electrician. Được hết chưa? Ok chưa? Electrician. À, good job. À, tốt rồi. Electrician. Đó, đọc như vậy. Nào, tiếp. Đây đuôi A Phi, chạo rơi trước nó là A Phi rơi trước là to. Đuôi Ừ. Eagle, chạo rơi trước nó là gì? Rơi trước nó là no. Đấy, economical luôn nhá. Economical, đúng chưa? Rồi photography đâu? Tám giây từ to. Không có âm nào có ô cả. Được chưa? Photography. Efficient bằng nhau đâu nha. Ba thằng không bằng nhau đâu. Tám giây từ phi. Đôi chuyển tám giây trước nó là phi. Efficient. Rồi economic bằng nhau đâu. Chọn dây của không rơi mic đâu mà mic. Được chưa? Tám giây trước nó là đôi no. Đây là đọc khác hẳn là không được economic đâu. Economics. Đấy, cờ sở của anh. Rồi em đi sợt đâu nha. Đuôi sờ cong môi. Chạm rơi trước nó là B. Được chưa? Vậy đặt chạm rơi ai? Ambitious. Được chưa? Delicious. Delicious. Essential bằng nhau đâu nha. Chạm sờ cong môi ạ. Chạm rơi trước nó là sen. Vậy đặt là essential. Đó. Essential. Essential. Activity bằng nhau đâu nha. Đôi ET dạo trong âm rơi trước nó là E. Để đọc là activity. Activity. Nên chúng ta tuyệt Activity. đối nói là Today I'd like to talk about the topic my daily activity. Không đọc thế đâu ạ. À. Chọn âm nó phải là Activity. Today I'd like to talk about the topics my daily activities. Để đọc như thế. Activity. 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 Essential. Test xong chưa cả lớp?
Tiếp xong thì lên tiếng nhỉ. Chưa cô ạ. Xong chưa? Chưa, một xíu nữa con, 2 tuần nữa. Ok. Bạn bảo Ngân tận con tum cửa. Tham khảo Bảo Ngọc vào muộn thế. Lúc này toàn tỉnh xa nhỉ? Phương Huy tận Nha Trang. Thì Liên ở đâu? Hồ Chí Ở Minh ạ? Phương. Dạ. Gì à. Hương Nguyễn quay cam vào, Trần Châu quay cam vào. Ồ, Thanh Vi cũng Hồ Chí Minh. Minh Tuấn Hồ Chí Minh. Trần Việt tận Cao Bằng cơ. Cao Bằng gần Lạng Sơn nhỉ? Không? Việt Ánh ở đâu? Em ở Bắc Ninh ạ. À Bắc Ninh, quan họ. Là quan họ Bắc Ninh. À. Thơm ở Quảng Ninh ạ? À? Hay là Quảng Nam? Không thấy tiếng gì nhỉ? Mang mic chắc không có tiếng rồi. Bình Dương, hậu Bình Dương, có nhớ rồi. Xong chưa? Chưa xong chưa? Đấy các bạn cứ nhìn đấy nha. Tóm lại bây giờ các Xong bạn nhớ rồi. cho... Tóm lại bây giờ các bạn nhớ cho cô 11 cái từ này. Bạn nhớ được cách đọc của 11 từ này đồng nghĩa việc là bạn đã nhớ được 11 cái đuôi rồi. Nhớ đuôi có thể là khó hơn là nhớ từ đấy. Nhớ từ là dễ hơn đấy. Cứ nhìn, cứ nhớ cách đọc của những từ này. Photography, chọn giờ đây biết ngay đuôi a phi chọn giờ trước nó. Đọc economical thì biết ngay đuôi equal chọn giờ trước nó. Đọc efficient biết ngay đuôi chuẩn chọn giờ trước nó. Đúng không? Đấy. Rồi bây giờ cái lớp đọc theo cô nào. Rồi photography nữa nhau nha. Photographer nữa đâu nha. À, đọc này. Photography. Photography. À, photography. Economical. 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 Efficient. 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 Economics. Economical. Economics. Economical. Economics. Ambitious. 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 Efficient. Essential. 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 Activity. 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 Xin mời cả lớp đọc lại từ đầu tiên, đọc đi. Activity. Photographer.
Photography. Photography. Đúng rồi, tiếp tục. Economical. Xong bạn đọc Economical. lại economical. 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 Thấy đọc theo cô là dễ không? Nhưng mà tự đọc cái lại thấy nó lái là kiểu gì đúng không? Economical. Đọc theo cô theo được Economical. ngay đúng không? Tự đọc lại thấy nó nghiêng nghiêng đi đâu đấy. Efficient. Efficient. Đúng rồi. Còn tiếp ạ. Ambition. Economic. Essential. Activity. Activity. Essential, các môi ạ. Essential. Essential. Tiếp tục ạ. Essential. Essential. Activity. Activity. Người chị activity. 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 Good job. Activity. Ok, chị đọc lại lần nữa chắc. Photography. Đọc đi, đọc tiếp đi. Photography. Photography. Economical. Economical. Efficient. Đọc đi, Efficient. đọc tích cực ạ. Efficient. Economic. 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 Ambition. Ambitious. 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 Is sensor. Essential. Sensor, đúng không? Tiếp theo ạ. Essential. Active. Activity. 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 Trang ghi chú ạ. Đâu Trang ghi chú ạ. rồi? Những từ xuất phát từ động từ mà không có các đuôi đặc biệt liệt kê bên trên thì theo nguyên tắc của động từ. Được chưa? Chúng ta nhìn vào đây. Đây là những tính từ và danh từ xuất phát từ động từ. Thì nhớ là xuất phát từ động từ thì nó theo nguyên tắc trọng âm của động từ. Chứ nó không theo nguyên tắc là ô cô ơi, đây là tính từ danh từ rơi hết một ạ. Theo nguyên tắc cô cho không phải thế đâu ạ. Chỉ là tính từ thuần túy thôi, tức là bản thân nó là tính từ ạ. Còn nếu rằng là tính từ và danh từ thành lập ấy, được thành lập lên bởi danh bởi động từ ấy thì phải theo nguyên tắc động từ. Cô lấy ví dụ như sau, chúng ta có từ decisive. Decisive thì xuất phát từ động từ decide. Tính từ này xuất phát từ động từ decide. Đấy. Thế động từ decide có tiếp đầu ngữ là đi vì trọng âm rơi mấy ạ? À? Trọng âm rơi mấy ạ? À? Xuất phát từ động. Xuất phát có tiếp tiếp đầu ngữ là đi vì trọng âm rơi mấy? Rơi hai đúng không? Side. Thế tính từ xuất phát từ từ decide này ạ, à, chuyển thành decisive, nghĩa là quả quyết ạ. À. Thì trọng âm rơi hai ạ. À. Theo nguyên tắc động từ mà, thì nó phải rơi hai. Tương tự như thế chúng ta từ acceptable ạ. À. Thì xuất phát từ động từ accept. Accept. Yeah. Nhưng mày gọi chị Hoa cho lần đấy, qua chưa? Yeah. Thì hệ trọng âm rơi mấy? Đây là cái tiếp đầu là ơ. Vì hệ trọng âm rơi hai là accept. Nên tính từ acceptable thêm đuôi able vào để trở thành tính từ ạ. Trọng âm vẫn rơi theo nguyên tắc động từ là accept. Được chưa? Tương tự như vậy chúng ta có động từ employ. Tiếp đầu là im thì vậy trọng âm rơi vào từ employ như này.
Thì danh từ ạ, danh từ xuất phát động từ này cho ông vẫn rơi vào âm tiết gì ạ? Thứ hai, theo nguyên tắc của gì? Của động từ. Để dạy theo nguyên tắc của động từ. Tiếp theo, chúng ta có động từ invest. Sơn Tùng học không đấy? Sơn Tùng học bài không đấy? Tập trung vào. Động âm, động từ rơi invest, rơi vest. Thì danh từ xuất phát từ động từ này chuyển thành investment thì trọng âm vẫn rơi từ vest. Vẫn rơi từ vest. Theo nguyên tắc động từ. Hiểu này chưa? Nên các bạn nhớ này, tính từ và danh từ không phải thuần túy mà xuất phát từ động từ mà ra thì trọng âm phải theo nguyên tắc của động từ. Mẹ xem lấy cái nước ở đây để rửa qua chân với tay cho em rồi bôi thuốc cái. Rửa cái gì đấy? Hiểu ra chưa cả lớp? Hiểu có tay chưa? Rồi bây giờ đọc nhá. Đọc cho cô ạ. Decide. Decide. Bật mic Decide. lên. Đọc tiếng như nó là Decide. 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 Rồi, tiếp Decide. tục ạ. Decide. Accept. 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 Đọc rơi test set tiếp này. Acceptable. Em rồi. Acceptable. Acceptable. Invert. Acceptable. Tiếp tục ạ. Invert. Employ. 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 Nghe ạ. Employment. 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 Next one, invest. Invest. Mình tiếp theo, investment. 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 Được Investment. chưa? Ok rồi đúng không? Ghi Okay. chú thứ hai ạ. Trạng từ thì theo nguyên tắc của tính từ. Dễ không? Trạng từ thì theo nguyên tắc của tính từ. Thế có nghĩa là tính từ như nào thì trạng từ y nguyên thế. Tính từ thì hầu hết chọn dây một, dây âm trước nó đối với những tính từ cùng một đuôi đặc biệt. Đúng chưa? Thì chọn dây trước nó thôi, trạng từ theo y nguyên nguyên tắc đấy. Bởi vì thực ra là sao? Trạng từ thì nó chỉ thêm đuôi ly, từ tính từ thêm ly vào nó trở thành trạng từ ạ. Tính từ thêm đuôi ly vào nó trở thành trạng từ. Được chưa? Đây là nguyên tắc Tôi của không trạng đầu từ lắm. thì theo nguyên tắc của tính từ ạ. Dạ, Ngày hôm từ nay thì theo này xong hết rồi ạ. Xong hết trọng âm rồi. Đúng có bốn loại từ có chưa? Tính danh động trạng có hết chưa? Có hết rồi. Chẳng qua động từ thì có hai tiết thì chúng ta hai tiết là chúng ta chỉ học level 1, có level 2 từ 3 tiết trở lên phải level 2 mới học được. Thực ra các bạn đấy nhớ này, động từ trong tiếng Anh hai tiết nó chiếm đến 60% rồi. Sau đó đến động từ một âm tiết nó chiếm khoảng 30% nữa. Còn cái ba ba âm tiết, bốn âm tiết, năm tiết nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. 10 đến 15% là cũng thôi. Ít lắm. Nên là chúng ta có được nguyên tắc của động từ rồi, động từ hai tiết rồi thì đã chiếm 60% rồi. Một âm tiết không cần nhận diện nữa, nó rơi vào khoảng khoảng 85 90% rồi. Được chưa? Nên là nguyên tắc động từ chỉ cần thấy là được ok rồi. Nên qua tiếp. À, tiếp theo đó là đối tính từ danh từ thì bạn nhớ là hầu hết trọng rơi nhất. Rơi nhất ạ. Còn rơi âm trước nó đối với 11 cái đuôi đã liệt kê rồi, xong. Và nếu nếu từ xuất phát từ động từ thì nguyên tắc theo nguyên tắc của động từ ạ. Được chưa? Xong hết ạ. Đấy, nhớ là mỗi nguyên tắc đi thôi. Là ok thôi. Chào âm này được chưa cả lớp ơi? Nắm được chưa? Ok rồi đúng không ạ? Chào âm đúng chưa? Ok Bây giờ chúng ta sang phần nguyên âm này. Một nửa từng phải. Đấy, cái mái nhà xong rồi đấy. Bây giờ con nhìn như danh từ nhá. Bàn, ghế, giáo viên, học sinh rồi các thứ. Từ hết một cho cô. Đúng chưa? Trừ khi có đặc biệt thôi. Chứ còn danh từ từ hết một cho cô. Vạch bạo mà tương. Đúng không? Thoải mái, comfortable, dây một. Interesting, dây một. Đúng không? Happy, dây một. Cứ thấy tính từ dây hết một, danh từ dây hết một, trừ trường hợp có đuôi đặc biệt thế thôi. Miếu 11 cái đuôi là xong mà, đúng không? Dễ quá gì nữa. Động từ thì bạn cứ để ý hai tiết, thì tiết đầu thì dây gì á, dây hai mà không tiết đầu dây một thế thôi, có gì đâu. Hết đấy, dễ không? Nếu được 70% từ trọng âm từ dễ, ngon lành đúng không? Quá dễ dàng rồi. Chúng ta chuyển sang nguyên tắc, bắt đầu sang đến phần gì ạ? Nguyên âm. Nguyên âm ạ. Các bạn nếu không biết ạ thì nguyên âm lại là phần rất khó. Nếu không biết học thì nguyên âm lại rất khó, mà khó hơn cả gì? Khó hơn cả vụ âm. Nhưng qua tay cô dạy thì các bạn sẽ thấy nó dễ hơn cả vụ âm rất nhiều. Nó là phương pháp truyền đạt ạ, phương pháp dạy ạ. Được chưa?
qua tay cô thì nguyên âm dễ hơn phụ âm rất nhiều nhá. Còn nếu như mà chúng ta gì ạ, học bên ngoài thì thấy nguyên âm khó lắm, khó ơi là khó, sao đọc mãi chả được, không biết đúng hay biết sai nữa, đúng không ạ? Đấy, thế nên là thế mới phải học cô, đúng không ạ? Học người khác 3 phút chả được xong một âm, học cô gần như không phải học ạ. Cô cho ghi chú xong các bạn làm hết luôn đấy. Nào bắt đầu vào phần nguyên âm nào. À, sắp chưa, sắp hay là 10 giờ không nha. Đây nha. Đây phải có tên trước. Đây, đây là nguyên âm của chúng ta đây này. Bảng phiên âm quốc tế chúng ta nhìn này. Nguyên âm chính là phần nằm bên trên này này, được chưa? À, nguyên âm là phần vàng vàng bên trên, còn phụ âm là phần bên dưới. Rồi, đây. Chúng ta ghi ạ, nguyên âm chia thành hai loại. 12 nguyên âm đơn và 8 âm đôi. 20 âm nguyên âm chia thành hai loại. 18 âm 15 oh sorry, 12 âm đơn và 8 âm đôi. Đây là 12 âm đơn. Còn đây là 8 âm đôi, 8 âm đôi. 8 âm đôi một âm không được ghi nhận bảng phiên âm quốc tế, đó là âm này. Nhưng nó sử dụng như một gì ạ? Như một nguyên âm. Như một nguyên âm đôi ạ. Âm này. Your. Được gọi, tên gọi là bán nguyên âm. Nên nó không được ghi nhận ở bảng. Nhưng thực ra nó vẫn được dùng ạ. Đấy, thì đây là gì ạ? Nguyên âm đơn. Và bên phải là nguyên âm đôi. Đấy chưa? Đó. Chỗ này lướt thôi ạ. Đây. Vậy, nguyên âm đơn trong tiếng Anh là 8 là 12 nguyên âm đơn đấy. Thì một nguyên âm đơn trong tiếng Anh được chia thành gì ạ? À? Nguyên âm đơn ngắn và nguyên âm đơn dài. Nguyên âm đơn trong tiếng Anh chia thành nguyên âm đơn ngắn có 7 âm. Âm mà không hai chấm phía sau ấy thì được gọi là âm đơn ngắn. Và nguyên âm đơn dài thì có 5 âm đơn. Và âm đơn dài này là âm có dấu hai chấm. Được chưa? Nó khác tiếng Việt ở chỗ đấy, chia thành đơn ngắn và đơn dài. Còn tiếng Việt thì cùng một loại hết. Chẳng có ngắn dài gì hết, bằng nhau hết, lẫn lộn hết. Đúng không? Nhưng tiếng Anh thì nó không có giống như thế đâu ạ. À. Nó phải chia thành gì ạ? À? Loại ngắn và loại dài, đúng không? Ngắn và dài. Nếu là âm đơn ngắn thì đọc ngắn hơn và sâu hơn hẳn âm đơn của Việt Nam. Nếu là âm đơn ngắn thì đọc ngắn hơn và sâu hơn hoặc sâu hơn hẳn âm đơn của Việt Nam. Ngắn hơn và sâu hơn hoặc sâu hơn hẳn âm đơn của Việt Nam. Chúng ta lưu ý là lưu ý là âm sâu hơn ấy thì các bạn chưa đạt được bởi vì các bạn chưa có luyện giọng. Nếu có luyện giọng thì sẽ đạt được yếu tố sâu hơn và sâu hơn hẳn. Sâu hơn có nghĩa là dùng 50% họng. Còn sâu hơn hẳn có nghĩa là dùng 100% học. Mà nếu không có phần luyện giọng này thì chúng ta sẽ đọc tiếng Anh giống tiếng Việt. Nó không có trọng âm.
Được chưa ạ? Ngắn hơn và sâu hơn. Còn nếu là âm đơn dài, à, nếu là âm đơn dài thì đọc dài hơn và sâu hơn, hoặc sâu hơn hẳn âm đơn của Việt Nam. Lấy ví dụ như sau. Âm đơn ngắn là nguyên tắc là không đọc y Việt Nam mình là y, đúng không? Thế bây giờ đọc ngắn hơn ạ, nó ngắn hơn âm y Việt Nam mình là e. Còn sâu hơn và sâu hơn hẳn này thì các bạn sau này học luyện giọng bạn mới đạt yếu tố sâu hơn, được chưa? Bây giờ tạm được thời đạt yếu tố ngắn đã. E. Y dài này. Không đọc y của Việt Nam mình đâu ạ, mà kéo dài ta ạ. Y. Y. Đấy, nó dài hơn y Việt Nam ạ. Thằng ngắn là e. Y. Được chưa? Đấy. Ngắn thì ngắn hẳn, dài thì dài hẳn. Cô bảo tôi học nguyên âm mà dễ cực luôn, dễ lắm luôn ạ. Theo ghi chú cô xong rồi các bạn sẽ học dễ luôn ạ. Ví dụ thôi, tí vào học từ âm một sau, à hôm tuần sau, tuần sau. Bây giờ chúng ta sang ghi chú cuối cùng, chúng ta ghi hết ghi chú cuối cùng này, sau đó chúng ta nghỉ giải lao tầm khoảng 5 phút, 10 giờ 5 chúng ta lại bắt đầu tiếp tục vào giao tiếp nhé. Dạ, các bạn ghi đi xong rồi tự nghỉ giải lao khoảng 5 phút. Hãy bố tuần bố mẹ sẽ cấp cho con một khoản tiền. Cần cho 5.000 đồng đến ra 7.753 năm. Không một tuần đâu ra. Nhưng lắm. Hai ơn bố. Không cho bài luôn. Cho bài ngươi thôi. Đừng ngày 10.000 thôi. Nhưng hôm qua được ngày 30.000 rồi. Bà bố đang học mà con không biết à? Còn không? Tốn tiền lắm.
Bố không mua cho đâu. Được chưa? Các bạn nhìn vào đây. Âm đôi trong tiếng Anh. Đấy. Thì chúng ta kéo dài hơn và sâu hơn hoặc sâu hơn hẳn âm đôi của Việt Nam. Cô lấy ví dụ như sau. À, chúng ta bật cam lên. À, lấy ví dụ như sau. Ví dụ chúng ta có âm đôi là ao, đúng không? Tiếng Việt là ao. Thế tiếng Anh có âm ao không? Tiếng Anh có âm ao. Nhưng không đọc là ao đâu ạ. Mà phải đọc là gì ạ? Dài hơn và sâu hơn hoặc sâu hơn hẳn. Sâu hơn là 50% họng. Sâu hơn hẳn là 100% họng. Thế thì chúng ta gì ạ? À? Để yếu tố sâu hơn và sâu hơn hẳn này chắc chắn chúng ta phải có gì? Có luyện giọng. Mà luyện giọng thì treo giải rồi. À, lớp này tình hình như này là không được giải rồi. Tình hình số lượng này không được giải rồi. Đây là kết quả là biết rồi. Cô thì cô vẫn cố gắng dạy lớp thôi để cho các bạn hoàn thành. Còn tình hình như này không được thì lớp sáng thì còn có cơ hội. Lớp tối thì có cơ hội. À, hai lớp đấy ổn, lớp này bị xuống xuống sĩ số hơi nhiều, xuống mất 1/3 20 đợt trước 60 mấy, đúng không ạ? 6 mấy giữ duy trì thế mà cuối cùng xuống 1/3 là sĩ số đấy, xuống ác quá. Rồi đấy, à, ví dụ ao của Việt Nam, ao tiếng Anh sẽ đọc dài hơn và sâu hơn hẳn này. Ao, ao thấy khác không, dài hơn và sâu hơn hẳn không? Nên vào từ không phải là how mà là her. Ngôi nhà không phải là house mà là house. Tiếng Anh, à, bông hoa không phải là flower mà đọc là flower. Flower. Đúng không? Thì khác gần không? Phải they are beautiful flower đâu ạ. Mà they are beautiful flowers. They are beautiful flowers. Đấy chưa? Đấy chưa? Đấy. Nó sẽ đọc như vậy. Nhưng mà yếu tố, các bạn sẽ làm được yếu tố dài hơn là chắc ạ. Còn sâu hơn thì phải sâu hẳn thì phải có luyện giọng mới làm được. Được chưa? Đấy, luyện giọng với lại phần đánh vần cô cho lên level 2 ấy. Bởi vì level nó nặng rồi. À, hai phần đấy nó nằm trên level 2, level với câu. Đấy. Thì chúng ta học được là gọi như phát âm cơ bản là ok hết rồi. Mỗi phần luyện giọng nữa thôi. Đánh vần nữa. Là hai phần đấy là nó thực ra là phần thêm nhưng nó rất quan trọng. Đấy. À, còn nguyên âm hôm sau sẽ được học, hôm sau học phát hết lửa nguyên âm. Chúng ta học 2 tuần nữa là hết sạch nguyên âm đờn lôi luôn. Nhanh lắm, bởi vì thực ra nguyên âm học dễ cực luôn đấy, dễ. Bảo phát phải làm được luôn, bảo phát làm được luôn đấy, nó dễ như vậy. Đó. Nên là thực ra nguyên âm phát âm tiếng Anh rất dễ, đặc biệt là nguyên âm. Thế nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải tập về thành thói quen, chứ cô thấy các bạn về nhà mà không thành tập thì nó không thành quen đâu. Dọc tới lớp có thể làm được nhưng mà về nhà các bạn đọc lại lại thì như cũ, vậy photographer thì hết đúng không, lấy xong đọc photographer lại, nó về nhà lại photographer ngay,
Vì không luyện tập. Các bạn phải luyện tập thì nó mới thành thói quen. Luyện tập thì các bạn mới gì ạ? À? Mới khi mà bật ra cái nó cũng có ngay. Chứ giờ trong luyện tập đấy đâu có chả cái gì không luyện tập mà nó lại thành thói quen được. Nhớ ngay được. Làm gì có. Đúng không ạ? Rồi. Kệ. Xong nhá. Xong phát âm. Bây giờ sang phần nguyên âm.